Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 50, câu bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Các nước ở vùng Tây Bộ mặc dù không nhỏ, nhưng so với Đại Thân Quốc xa xôi thì lại thua kém không ít. Sự chênh lệch này cũng không chỉ nói về phương diện quốc thổ hay chất lượng đời sống của con dân, mà ngay cả những người tu luyện cũng có những chênh lệch nhất định. Cho nên người nói ngôn ngữ của Đại Thân Quốc đều được các đại thí gia hết sức hoan nghênh. Những siêu cấp quốc gia có truyền thừa hơn 100 năm đều có người truyền thụ tri thức ở phương diện này. So sánh với những người khác thì hạ gia ở Thái Thương huyện quả thật lạc hậu hơn rất nhiều. Mặc dù trình độ của Hạ Nhất Minh không có gì đặc biệt, nhưng tốt xấu gì Viên Lễ Huân cũng có chút năng lực. Khi Hạ Nhất Minh đem bản vẽ và văn tự sao ra giao cho Viên Lễ Huân, nàng nhanh chóng dễ dàng đem những thứ nội dung bên trong phiên dịch lại. Hô Hòa Hạo Đặc Sơn, đây là phần trọng yếu nhất của bản đồ, tên ngọn núi. Trong Hoành Sơn Tảng Thư Các có gần 10 vạn tảng thư. Thật không biết Hoành Sơn các vị tiền bối cao nhân làm cách nào mới có thể thu thập được nhiều thư tịch như vậy. Ở đây Viên Lễ Huân tìm được truyền thuyết và bản đồ có liên quan tới Hô Hào Hạo Đặc Sơn. Khi nàng đem tấm bản đồ tới trước mặt Hạ Nhất Minh, nhất thời khiến cho hai mắt hắn sáng bừng. Bởi vì bên trong tấm bản đồ đó cùng với tấm bản đồ mà Lữ Tân Văn lưu lại hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên do tỷ lệ bất đồng và người chế tạo cũng khác, cho nên trong đó cũng chỉ có một ít sai khác rất nhỏ mà thôi. Nhưng Hạ Nhất Minh có thể xác định Hô Hào Đạo Đặc Sơn tuyệt đối là mục tiêu mà hắn tìm kiếm. Chỗ này là vùng núi non thuộc về Khai Vanh Quốc, một nơi rất ít có dấu chân người, cùng với Hoành Sơn giống nhau, phảng phất như có vô tận ngọn núi. Hạ Nhất Minh đem tấm bản đồ có tên địa danh sao lại, hơn nữa còn thành công dịch ra, trong lòng đã có quyết định. Chờ sau khi tới Khai Vanh Quốc thì thâm nhập vào xem xét một chút. Thiếu gia, buổi học của chàng hôm nay có thể bắt đầu rồi chứ? Viên Lễ Huân thu lại đống tài liệu, cười dài hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ thở dài một tiếng, hơi gật đầu. Viên Lễ Huân lấy ra bộ sách đã sớm chuẩn bị từ trước, bàn tay ngọc ở bên trên đó nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu tiến hành dạy văn tự Đại Thần Quốc. Cùng với Viên Lễ Huân ở một đoạn thời gian phi thường vui vẻ, mà thời gian vui sướng đó cũng rất ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó, buổi học đã kết thúc. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn cũng nắm giữ được thêm vài cụm từ và cách dùng từ mới. Khi hoàn thành hết thảy mọi thứ, Hạ Nhất Minh mang theo nàng quay trở lại Linh Dược Phong. Mặc dù Linh Dược Phong ở ngay cạnh ngọn núi chính, nhưng đối với cước trình của Viên Lễ Huân muốn thuận lợi phản hồi thì cũng phải mất một đoạn thời gian nhất định. Mà ở trong ngược Hạ Nhất Minh thì hai loại tốc độ này không thể so sánh với nhau. Đem Viên Lễ Huân trở lại viện tử, Hạ Nhất Minh tiếp tục đi lên đỉnh núi gặp Dược Đạo Nhân. Mà Viên Lễ Huân một mình một người đi vào, nàng muốn chuẩn bị bữa ăn tối, hiển nhiên không thể luôn đi theo bên người Hạ Nhất Minh. Sau một lát, Hạ Nhất Minh tiến vào trong động phủ ở đỉnh núi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được một cái cửa đá mở ra. Tiến vào trong đó, Hạ Nhất Minh lập tức thấy được trên mặt đất đã chuẩn bị các dược liệu rất tốt. Những dược liệu này đều là dược đạo nhân vì hắn mà chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi hắn đi tới đây, lập tức có thể bắt đầu tiến hành luyện chế đan dược. Đem những dược liệu xem lại một chút, đem trang giấy ở bên cạnh cầm lên. Đây là nhiệm vụ mà dược đạo nhân giao cho hắn. Hôm nay luyện chế đan dược mặc dù không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khó khăn trong quá trình luyện chế so với trước kia đều cao hơn một bậc. Loại đan dược này có tên hết sức đơn giản, chính là khu trùng đan. Chỉ cần đem đan dược này ngâm vào trong nước, sau đó vẩy một ít lên người
là có thể đuổi được các loại côn trùng. Loại đan dược này nhìn qua thì hết sức đơn giản, nhưng quá trình luyện chế lại không dễ dàng. Đặc biệt là một vài loại vị thuốc đặc biệt, chỉ cần sai sót nhỏ trong thành phần cho vào là khiến cho đan dược khi luyện chế ra sẽ hôi thối vô cùng. Loại mùi này tuy rất hiệu quả, có thể xua đuổi côn trùng, nhưng cam đoan không có bất luận kẻ nào muốn dùng. Hà Nhất Minh ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra lại dược liệu một lần nữa. Sau một lát, ánh mắt hắn lộ ra một tia hài lòng. Cho dù kinh nghiệm còn ít, năng lực đánh giá phẩm chất dược liệu của hắn còn kém rất xa so với những dược sư chính thức, nhưng hắn lại có phương pháp của riêng mình. Chỉ cần tay hắn nhẹ nhàng sờ vào dược liệu là có thể cảm ứng được hoạt lực của dược liệu mạnh hay yếu. Phương thức tiến hành phán đoán chất lượng dược liệu yêu cầu phải là tiên thiên đại sư tu luyện mộc hệ, hơn nữa còn phối hợp với thể chất đặc thù của Hạ Nhất Minh. Lúc ấy, cho dù dược đạo nhân đích thân tới thì ở phương diện này cũng còn thua xa. Dược đạo nhân vì hắn mà chuẩn bị những dược liệu này, về phẩm chất thì đều thuộc loại tốt nhất, hoạt lực trong đó cũng đều dư thừa. Hắn cầm những dược liệu lên, sau đó chậm rãi dựa theo tỷ lệ nhất định cho vật đỉnh đồng trong luyện đan thất. Dưới sự tẩm ướp qua nước sương sớm, dược liệu ở bên trong đã dần dần phát sinh ra những biến hóa hỗn tạp. Qua công phu một chén trà, Hà Nhất Minh dùng chân đá một cái, nhất thời mở ra cánh cửa địa tâm hỏa. Uy năng hừng hực của địa hỏa có thể một lần nữa ở trong luyện đan thất tiến hành tàn phá. Một khi chính thức bắt đầu luyện đan, vẻ mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh bắt đầu chậm rãi thu lại. Hắn lập tức đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó. Ở trong cơ thể hắn, song song cùng lúc vận chuyển hai loại công pháp bất đồng. Thứ nhất chính là tiên thiên khô mộc công, còn thứ kia chính là tiên thiên liệt hỏa công. Uy lực liệt hỏa công tự nhiên là giống như một đốm lửa nhỏ, có xu thế không thể kháng cự. Hơn nữa quan trọng chính là loại công pháp này đối với địa hỏa đang tỏa ra lại có công hiệu cực kỳ rõ ràng. Khi Hà Nhất Minh sử dụng loại công pháp này, nhiệt độ của địa hỏa quả nhiên dựa theo tâm ý của hắn là biến hóa. Khiếu huyệt ở trong cơ thể hắn tản ra một loại năng lượng màu đỏ, từ hồ giống như một mảnh hỗn độn màu đen cũng bị chiếu sáng. Phương pháp lợi dụng khiếu huyệt và công pháp khống chế nhiệt độ của địa hỏa là hắn từ trên người dược đạo nhân học được. Mặc dù trước kia đã xem qua mấy lần, hơn nữa cũng lãnh giáo qua một ít vấn đề, nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên áp dụng vào lúc luyện đan. Bởi vì hôm trước, khi dược đạo nhân luyện đan thì hết sức đơn giản, căn bản là không cần vận dụng đến khả năng khống chế hỏa hầu. Chỉ cần chín cấp bậc cọ bảo tháp bên dưới đỉnh đồng cũng đủ để điều chỉnh nhiệt độ. Mà nay luyện chế khu chủng đan lại chính là lúc hắn luyện tập cách làm này. Trừ liệt hỏa công ra, tiên thiên khô mộc công cũng được vận hành, hai cái hỗ trợ cho nhau, phối hợp vô cùng khéo léo. Một canh giờ sau, nét mặt Hạ Nhất Minh biểu lộ ra sự vui vẻ. Hắn nhấc chân đá một cái, đem địa hỏa ngăn cách ra, sau đó cao giọng nói: Dược trưởng lão, ngài xem công khóa hôm nay ta hoàn thành thế nào. Từ bên ngoài cánh cửa đá đang mở ra, dược đạo nhân chậm rãi đi vào. Ánh mắt lão cũng không nhìn về phía Hạ Nhất Minh mà thở dài một tiếng nói: Hạ trưởng lão, phương pháp khống chế hỏa của ngươi có vài phần tương tự với lão phù, không biết là từ đâu học được. Hạ Nhất Minh cười cười nói: Đương nhiên là từ trên người ngài học được rồi. Dược đạo nhân hổ nghi nói: Nhưng lão phù nhớ kỹ là từ hồ chưa truyền thụ à? Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói: Ngài nói đùa, sau khi ngài luyện chế tiên thiên kim đan, ta không phải đã hướng tới ngài thỉnh giáo vấn đề này sao? Sắc mặt dược đạo nhân nhất thời thay đổi vài lần, sau một lát hắn mới nói: Hạ trưởng lão, chẳng lẽ lần trước sau khi quan sát, ngươi liền nắm giữ được bí quyết trong đó? Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, nghiêm trang nói: Thứ này kỳ thật rất dễ dàng học tập, cũng không có bí quyết gì à? Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm nói: Chỉ là đốn củi nhóm lửa mà thôi, xem qua một lần hẳn là đủ để nắm giữ à? Gương mặt dược đạo nhân co quắp lại, gương mặt không hợp với tuổi của lão thoáng hồng lên. Nghe được Hạ Nhất Minh đem cách sử dụng tiên thiên liệt hỏa công so sánh với đốn củi nhóm lửa, lão cũng không biết là nên tức giận hay là buồn đây. Dựa theo dược đạo nhân phỏng đoán, cho dù hắn không chút giấu giếm nào vết túi truyền thụ, Hạ Nhất Minh cũng phải hơn 10 năm ma luyện mới có thể sơ bộ nắm giữ được phương pháp khống chế lửa trong tiên thiên liệt hỏa công. Nhưng bây giờ Hạ Nhất Minh cũng vận dụng có chút hình dạng, mặc dù thủ pháp còn có chút cứng nhắc, còn xa mới được khéo léo như lão, nhưng cũng tuyệt đối giống với cách khống hỏa thuật của lão. Chỉ cần luyện tập hơn nhiều một chút, như vậy có thể cùng bằng với lão thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một lúc lâu sau, dược đạo nhân mới thở dài một hơi. Hắn cuối cùng đã hiểu,
nguyên lai Hàn Nhất Minh không chỉ ở một hệ công pháp có thiên phú cường đại như trong truyền thuyết. Hơn nữa, hắn còn có thiên phú trên con đường tu luyện hỏa hệ công pháp không chút nào thua kém. Đưa tay ra, Dược đạo nhân vỗ bờ vai Hạ Nhất Minh nói: "Hạ trưởng lão, thiên phú kiệt xuất của ngươi nếu không dùng để nghiên cứu luyện đan, như vậy thật là lãng phí, quá lãng phí à?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, thấy được vẻ mặt của Dược đạo nhân, hắn mơ hồ đoán ra, tự hồ bản thể có thể sử dụng phương pháp khống hòa thuật của lão dễ dàng như vậy, đối với lão hình như có chút đả kích. Trong lòng hắn thầm than, nếu sớm biết như thế, như vậy hắn đã không sử dụng tiên thiên liệt hỏa công. Đem nắp đình đồng mở ra, bên trong có hơn 10 khối đan dược màu trắng đang quay tròn tại chỗ. Dược đạo nhân nhìn thoáng qua nói: "Hoàn mỹ, không có chút thiếu sót nào." Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Tiên thiên đại sư trong lúc luyện đan có mộc hỏa hai hệ công pháp, quả nhiên chiếm được rất nhiều tiện nghi à. Bất quá hắn cũng biết, ngoại trừ hắn ra, thì các tiên thiên đại sư tu luyện mộc hỏa hai hệ trong lúc luyện đan mặc dù hơn xa so với người bình thường, nhưng quyết không thể khoa trương như hắn. Sau khi được Dược đạo nhân đánh giá, Hà Nhất Minh lãnh giáo mấy vấn đề, sau đó vui vẻ rời đi. Ở phía sau hắn, Dược đạo nhân không khỏi thở ngắn than dài. Sau khi cùng với thiên tài chính thức ở cùng một thời gian, đối với ta không khỏi bị đả kích quá lớn à. Đặc biệt những người trước kia vốn được xưng là thiên tài thì càng hơn thế. Hà Nhất Minh về tới viện tử của mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đẩy cửa vào trong phòng, mọi thứ bên trong đều bình thường, không có nửa điểm dị thường, nhưng không biết vì sao trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác bất an rất mãnh liệt. Nụ cười trên gương mặt của hắn hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó chính là sự ngưng trọng. Ánh mắt hắn quét nhìn căn phòng một vòng, hai chiếc tai cấp bách rung lên vài cái, sau đó sắc mặt hắn cũng bắt đầu thay đổi. Ở trong phòng, hắn không hề phát hiện ra tung tích của Viên Lễ Huân. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhất Minh ngoại trừ đi tới tảng thư các để đọc sách, thì lại quay trở về động phủ ở Linh Dược Phong để hoàn tản công khóa do Dược đạo nhân an bài cho hắn. Sau đó là quay trở về nhà dùng cơm, cuối cùng là cùng với Viên Lễ Huân tiến hành tu luyện võ đạo. Quá trình này đã hình thành một loại thói quen. Mỗi ngày khi hắn từ luyện đan thất trở về, cũng đều được chứng kiến Viên Lễ Huân đang tươi cười chờ đợi cùng với những thức ăn hợp khẩu vị ở trên bàn. Thế nhưng, hôm nay khi hắn quay trở lại, hết thảy mọi thứ đều không thấy. Thân ảnh của hắn chớp lên một cái, nhất thời đã giống như một tia thiểm điện dạo qua các phòng một vòng. Nhưng một lúc sau, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện mọi đồ vật trong phòng tựa hồ đã có ai động vào, chỉ bất quá người động thủ vô cùng cẩn thận, trên cơ bản không lộ ra bao nhiêu sơ hở. Tuy nhiên, nhãn lực của Hạ Nhất Minh thế nào, chỉ cần một dấu vết nhỏ nhoi cũng đủ để hắn nhìn ra một ít mánh khóe. Mà kể là ai đã động qua những thứ ở trong phòng, chung quy đều không phải là điều tốt. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng bất an. Trầm ngâm một chút, hắn nhanh chóng đeo đại khảm đao trên lưng, sau đó xoay người rời khỏi viện tử của mình. Không bao lâu sau đã đi tới phòng của Gia Gia ở Linh Dược Phòng. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Nhất Minh, Hạ Vũ Đức tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mặc dù đứa cháu này gây cho người đối diện cảm giác thần bí khó lường, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự quý mến của lão với Hạ Nhất Minh. Lão lúc này sống một mình, mà Hạ Lệ bảo đáp phụng mệnh lão rời khỏi Hoành Sơn trở về Hạ Gia chăng? Là muốn đem Hạ Thuyên Tín trở về Hoành Sơn, làm hết khả năng để cho đứa con này của mình tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sau khi có tiên thiên kim đan, trong lòng hai lão nhân đều nóng như lửa đốt. Hơn nữa thời gian tấn chức tiên thiên càng sớm càng tốt, hiển nhiên bọn họ không muốn hoang phí bất cứ thời gian nào. Gia Gia, Lễ Hân có qua chỗ người không? Không có, Hạ Vũ Đức khẳng định nói. Xảy ra chuyện gì sao? Không thấy Lễ Huân đâu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Tôn Nhi có một dự cảm rất không tốt. Gương mặt Hạ Vũ Đức nhất thời nghiêm trọng. Nếu Viên Lễ Huân tự nhiên biến mất như vậy thì không có gì, nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã sinh ra dự cảm không tốt thì lão cũng không dám xem nhẹ chuyện này. Dù sao tiên thiên cường giả có thể giao tiếp với thiên địa khí xung quanh, cảm giác của bọn họ vô cùng linh mẫn, trên cơ bản là nhất định đã có sự tình không tốt phát sinh. Nhất Minh, cháu bình tĩnh một chút. Từ những ngày nay, Hạ Vũ Đức đã xác định được Viên Lễ Huân ở trong lòng Hạ Nhất Minh chỉ sợ một tiểu thiếp bình thường không thể so sánh được. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ đứa cháu này của lão sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý định của mình. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, hít sâu một hơi, không khí trong lành ở trên núi như thác nước tràn vào.
sự mất bình tĩnh của hắn cuối cùng đã an tĩnh trở lại. Khi hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, trái tim của hắn như một hạt châu trong suốt, long lanh, không có một chút tì vết nào. Hắn giờ phút này dĩ nhiên đã tiến nhập được vào một trạng thái thần kỳ, khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Có lẽ bởi vì lo lắng, có lẽ bởi vì phẫn nộ, tinh thần của hắn nhất thời tập trung cao độ mà trước nay chưa từng có. Hạ Vũ Đức kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Trong cảm giác của lão, đứa tôn nhi này tựa hồ có chút bất động so với lúc vừa rồi. Nhưng bất động ở chỗ nào, lão căn bản không thể nói ra được. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi rung lên, tần suất rung cũng không phải là nhanh, nhưng hiệu suất lại rất cao, hơn xa so với bình thường. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được, nguyên lai công pháp thuận phong nhĩ mà hắn tu luyện còn có tiềm lực rất lớn. Bất quá giờ phút này, hắn không có tâm tư chú ý đến điều đó, mà đem toàn bộ tinh lực chú ý vào việc nghe ngóng. Từ từ, các loại thanh âm theo gió truyền vào trong tai, hơn nữa phạm vi còn càng lúc càng mở rộng, tốc độ vô cùng kinh khủng. Đây là hắn sau khi tới Hoành Sơn, lần đầu tiên toàn lực làm. Trước kia do còn ngại đám người dược đạo nhân, hắn cũng khám dám tùy tiện sử dụng thuận phong nhĩ trong phạm vi lớn. Nhưng lúc này đây, hắn lại không chút nào kiêng kỵ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, phạm vi có thể nghe ngóng lúc này đã hơn xa so với mức cực hạn khi còn ở Thiên La Quốc. Trong lòng hắn hiểu được, đây chắc chắn là thành tựu sau khi lĩnh ngộ được. Bất chi bất giác, nhĩ lực của hắn vượt qua cả gió, đem toàn bộ âm thanh trên đỉnh núi nghe rõ. Vô luận là vẻ mặt đang hổ nghi của dược đạo nhân, hai đôi vợ chồng đang liếc mắt đưa tình trong nhà, thậm chí ngay cả mấy con giun ở trong vườn thức ăn đang nhúc nhích cũng bị hắn thu hết vào trong đầu. Tại giờ phút này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như thần linh ở trên đời. Bản thân muốn biết thứ gì sẽ không ai có thể giấu giếm được. Cuối cùng, một thanh âm từ phương xa truyền vào trong tai hắn. Thanh âm cực nhỏ, nhỏ tới mức như đang ghé vào tai nhau nói nhỏ, nhưng nó vẫn giống như tiếng sét vang lên trong tai Hạ Nhất Minh. Đã đắc thủ được với nữ tử của Viên gia, lúc này đã được an trí trong huyệt động. Chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu chẳng nhầy nọ luyện đan trở về, chỉ sợ sẽ có biến. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nhướng lên, nhất thời đập vào ánh mắt Hạ Vũ Đức. Lão nhân phản ứng rất mau, lập tức nói: "Có đầu mối gì sao? Mang ta đi cùng." Hạ Nhất Minh không nói hai lời, đưa tay ra nắm lấy tay ra. Một cỗ chân khí được chuyển sang, thân hình của hai người giống như một con chim nhanh chóng bay ra ngoài. Dưới sự giúp đỡ của chân khí Hạ Nhất Minh, hai người đáp xuống đất không một tiếng động, thoáng cái đã hướng tới chân núi lao xuống. Ngay cả khi mang theo Hạ Vũ Đức, tốc độ Hạ Nhất Minh vẫn nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, động tác của hắn cực kỳ êm ái, phảng phất giống như một trận gió thổi qua, khiến kẻ khác khó phát hiện được. Sau một lát, hai người thần không biết quỷ không hay đi tới chân núi. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn nghe được tiếng hô hấp quen thuộc ở trong huyệt động vang lên. Mặc dù tiếng hít thở nghe như Viên Lễ Huân đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng hắn tuyệt đối nắm chắc Viên Lễ Huân không có chút thương tổn nào. Hai tiếng bước thận trọng vang lên, sau đó hai người sóng vai nhau rời khỏi động huyệt. Hạ Nhất Minh do dự một chút, cũng không có lập tức ra tay, chỉ đem diện mạo của hai người này hoàn toàn ghi nhớ. Đây là một nữ tử khoảng 24-25 tuổi, trong đó một người tu vi đạt tới thập tầng nội kình, mặc dù còn chưa đạt tới tình trạng đỉnh phong như Hạ Vũ Đức, nhưng cũng không còn xa. Sao lại là các nàng? Thanh âm kinh ngạc của Hạ Vũ Đức truyền vào tai Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lập tức hỏi: "Già già, người biết thân phận các nàng sao?" "Các nàng là hai đệ tử của Linh Dược Phong, so với ta thì thấp hơn một bối phận." Hạ Vũ Đức do dự một chút nói: "Phụ thân các nàng là lão bằng hữu của ta." Ánh mắt Hạ Nhất Minh lấp lóe tinh quang nói: "Già già, người coi họ là bằng hữu, nhưng bọn họ không nhất định sẽ coi ngài là bằng hữu." Hạ Vũ Đức muốn nói gì lại thôi, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện ngày xưa. 40 năm trước, khi lão bị trục xuất khỏi sơn môn, thì chứng thích tiếc cho lão cũng chỉ có mấy người. Trưởng bối của hai nữ tử này mặc dù là đồng môn ở Linh Dược Phong, nhưng lại không có quan hệ với lão cùng Vũ Cận. Tôn tử hai người nói chuyện với nhau vô cùng nhẹ nhàng, vừa ẩn nấp trong chỗ kín. Hai nữ tử kia mặc dù rất cẩn thận, lại giàu hoạt như hổ ly, nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ tới Hạ Nhất Minh có thể nghịch thiên thần công thuận phong nhĩ, có thể nghe các nàng nói chuyện ở một khoảng cách rất xa. Sau khi tiến vào trong động, hai nữ tử nhìn nhau, các nàng đồng thời lấy ra một chiếc mũ rộng đội trên đầu. Sau đó, một nữ tử móc ra một bình ngọc ở trên người, mở chiếc bình ra, ở chiếc mũi Viên Lễ Huân lắc lư vài cái,
thấy được động tác của các nàng, trong lòng Hạ Nhất Minh chợt buông lỏng, biết được các nàng không có bao nhiêu sát ý, nếu không cũng không ăn mặc như thế để cho Viên Lễ Huân không thể nhận ra khuôn mặt các nàng. Mùi ở trong chiếc bình bốc ra có thể không dễ ngửi, cho nên ngay là lúc đang hôn mê, Viên Lễ Huân vẫn nhăn mặt, cuối cùng giật mình tỉnh dậy. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, không hổ là đệ tử Linh Dược Phong, ngay cả loại dược vật cao cấp này cũng có. Bất quá, một người có tu vi thập tầng nội kình lại đối phó với một nữ tử tu vi lục tầng còn phải sử dụng thứ này. Bởi vậy mới có thể thấy được hai nữ tử này vô cùng cẩn thận. Viên Lễ Huân mở hai mắt ra, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ mờ mịt. Mặc dù nàng thông tuệ hơn người, nhưng từ khi đi theo Hạ Nhất Minh, vô luận nàng đi tới nơi nào cũng được mọi người lấy lòng. Đặc biệt ở trên Linh Dược Phong, cho dù là Hạ Vũ Cận có tu vi thập tầng nội kình cũng không dám ở trước mặt nàng lấy thân phận trưởng bối ở trước mặt nàng. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, nàng không thể đem chuyện mình hôn mê liên tưởng đến một vụ bắt cóc. Bất quá, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, cặp mắt to linh hoạt, nhanh chóng đem toàn bộ cảnh vật xung quanh thu lại, cuối cùng cũng có chút hiểu được. Ánh mắt của nàng lúc này hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái, mặc dù luôn ở cạnh một người cường đại như Hạ Nhất Minh, nhưng đột nhiên bản thân bị rơi vào trong hoàn cảnh này, tự nhiên khó tránh khỏi sự kinh hoàng. Tiểu cô nương, người rất thông minh, đỡ cho lão phu phải một phen miệng lưỡi. Đạo âm thanh giả nua của nam tử từ trong miệng một hai cô nương đội mũ vàng lên. Y phục trên người hai nàng đều rộng thùng thình. Hơn nữa, họ đã che giấu khuôn mặt, hoàn toàn đem thân phận của mình che lấp đi. Nếu Hạ Nhất Minh không phải đã sớm biết được thân phận của hai nàng, thì lúc này nghe được âm thanh đó cũng phải hiểu lầm. Gương mặt Viên Lễ Huân miễn cưỡng nở nụ cười tươi, sau đó nói: Tiền bối, vạn bối và ngài không quen biết, ngài có phải nhận nhầm người không? Mặc dù nàng biết khả năng này rất nhỏ, nhưng ở phía sau câu hỏi đó là nàng tựa hồ muốn chỉ hoãn thêm một chút thời gian, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Hai người lão phu không nhận lầm người. Thanh âm giả nua tiếp tục vang lên. Chúng ta bắt cóc ngươi đến đây chính là muốn hỏi ngươi một việc. Nếu ngươi có thể thẳng thắn nói ra, như vậy chúng ta sẽ thả cho ngươi đi. Viên Lễ Huân hơi ngẩn ra, nhưng mà ánh mắt của nàng lại không có bao nhiêu vui mừng. Trước tiên không nói đến lời người này có bao nhiêu độ tin cậy, chỉ nói đến một vấn đề hỏi này cũng không phải là sẽ dễ dàng trả lời. Không biết tiền bối có chuyện gì muốn hỏi, vãn bối là một tiểu nữ tử vô tri, chỉ sợ không thể làm hài lòng tiền bối. Âm thanh giả nua cười lạnh vài tiếng nói: Ngươi còn chưa nghe vấn đề ta hỏi mà đã nói như vậy, đây rõ ràng là có ý định từ chối. Sắc mặt Viên Lễ Huân khẽ biến đổi vài lần, cúi đầu nói: Vãn bối không dám. Người nọ đang định nói tiếp, đã thấy người bên cạnh ra hiệu, lập tức tỉnh ngộ cả giận nói: Nhà đầu khá lắm, cũng dám ở trước mặt ta mong chỉ hoãn thời gian. Viên Lễ Huân thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại biểu hiện có chút mở mịt. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói: Ta không quản là ngươi có giả bộ hay không, ngươi chỉ cần biết nếu còn muốn sống, như vậy thì thẳng thắn nói ra, Hạ Nhất Minh đem viên tiên thiên kim đan cất giấu ở đâu. Tổ tôn Hạ Nhất Minh ở bên ngoài động và Viên Lễ Huân nhất thời hiểu được, nguyên lai tất cả là do Mang Ngọc mà đắc tội. Còn Hạ Nhất Minh lại càng hiểu rõ, các nàng khẳng định đã thừa dịp bản thân và Viên Lễ Huân không có ở trong phòng mà tìm tòi qua vài lần, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch được gì, cho nên mới có đặt chủ ý lên người Viên Lễ Huân. Đôi lông mày của Hạ Nhất Minh khẽ động, lập tức đứng lên. Nếu đã biết được ý đồ của hai nữ tử này, như vậy hắn không cần nghe thêm gì nữa. Thế nhưng ngay lúc đó, Hà Vô Đức đã đưa tay kéo lại, ngăn cản hắn không làm ra động tác kế tiếp. Hồ Nghi nhìn lại, chỉ thấy lão nhân thấp giọng nói: Để xem Lễ Huân trả lời thế nào. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: Ra, vì sao phải làm như vậy? Hà Vô Đức nhìn hắn thật lâu nói: Ta muốn xem nàng có tư cách làm dâu Hạ gia chúng ta không. Hạ Nhất Minh hơi run một chút, sau đó lộ ra nụ cười kiên định, chậm rãi nói: Ra, tôn nhi tin tưởng nàng. Trong huyệt động, từ trên mình người nọ đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt, thập tầng cao thủ đem khí thế của bản thân trong một khắc toàn bộ kích phát, một thiếu nữ mới có tu vi lục tầng nội kình còn xa mới có thể chịu được. Ta biết Hạ Nhất Minh đang luyện đàn, hơn nữa sẽ trở về rất nhanh, cho nên ngươi đừng hy vọng chỉ hoãn thời gian. Thanh âm người nọ lạnh như băng. Vô luận là ngươi hay chúng ta cũng đều chỉ có một cơ hội.
Ngươi phải biết, nếu chúng ta không lấy được đồ vật đó, thì ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận vì sao lại sinh nhầm thân nữ nhỉ? Sắc mặt Viên Lễ Huân lập tức thay đổi, ánh mắt của nàng có sự tuyệt vọng. Thanh âm lạnh như băng của người nọ tiếp tục vang lên nói: Ngươi nếu nói cho ta, hắn lúc nào cũng mang theo tiên kiên kim đan ở trong người, như vậy hẳn là có thể tự tưởng tượng được kết quả của mình. Đôi môi Viên Lễ Huân hơi run run, nàng run giọng nói: Ta chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé, làm sao có thể biết được tiên thiên kim đan cất giấu ở nơi nào? Các ngươi thật sự là tìm lầm người rồi. Người nọ cười ha hả nói: Chỉ còn một khắc cuối cùng này, nếu hết thời gian, như vậy ngay cả ngươi có nói thật thì chúng ta cũng không thể đi xa hơn nữa. Thanh âm của người nọ từ từ lạnh dần nói: Chúng ta không muốn đối mặt chính diện với tiên thiên cường giả. Viên Lễ Huân cắn chặt hàm răng nói: Được, ta nói cho ngươi biết, các ngươi đáp ứng ta, sau khi biết được thông tin, nhất định phải thả ta ra. Thanh âm của người nọ chuyển thành nhu hòa nói: Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ý định lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ cần tiên thiên kim đan tới tay, chúng ta nhất định sẽ không làm tổn thương một sợi lông của ngươi. Ở bên ngoài huyệt động, ánh mắt Hạ Vũ Đức lóe lên hàn quang. Viên Lễ Huân hít sâu một hơi nói: Thiếu gia đem kim đan đưa cho lão thái gia, phòng chừng là nó ở trên người lão thái gia. Hạ Nhất Minh cùng Hạ Vũ Đức đều ngẩn người ra, hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ thần sắc giờ khóc giờ cười. Viên Lễ Huân cũng thật là thông minh, nhìn ra được hai người này không dám đối mặt với Hạ Nhất Minh, như vậy khẳng định là không phải là tiên thiên cường giả. Đã như vậy, đem kim đan được cất giấu ở nơi nào đó chuyển lên người Hạ Vũ Đức. Hạ Vũ Đức mặc dù không phải là tiên thiên cường giả, nhưng lão cũng là tu luyện giả thập tầng đỉnh phong, chỉ thấp hơn tiên thiên cường giả. Bản lĩnh của hai nữ tử này cho dù có lớn hơn đi nữa, nếu có ý định với Hạ Vũ Đức thì cũng không phải dễ thực hiện. Mà đám người Hạ Nhất Minh phát hiện ra Viên Lễ Huân mất tích, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, muốn tiếp tục ám toán Hạ Vũ Đức trên cơ bản là không có khả năng. Trong huyệt động, hai nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Các nàng ở trên linh dược phong hiển nhiên là biết quan hệ của hai người tổ tôn Hạ Nhất Minh. Giờ phút này lại nghĩ thì những lời này quả thật rất đáng tin. Chỉ là đối với các nàng mà nói, viên tiên thiên kim đan bất luận là trên người Hạ Nhất Minh hay Hạ Vũ Đức cũng không khác nhau là mấy. Tức giận hừ một tiếng, người nọ âm trầm nói: Nói như vậy, chúng ta không thể có được kim đan rồi. Thân hình Viên Lễ Huân hơi run lên, nàng nghe ra được hàm ý trong đó, nhưng miệng nàng vẫn nói: Hạ lão gia tử mặc dù cầm kim đan, nhưng chưa chắc sẽ mang theo người. Hơn nữa, lão nhân gia người có thể đã đi ra ngoài. Các người bây giờ đến đó, có lẽ còn có thể tìm được kim đan ở trong phòng của người. Người nọ trầm mặc một lúc, đề nghị của Viên Lễ Huân quả thật đã làm nàng động tâm. Nhưng mà ngay lúc này, nữ tử bên cạnh thở dài nói: Nhị muội, không cần phải hỏi tiếp. Dứt lời, đưa tay bỏ chiếc mũ rộng ở trên đầu xuống, lộ ra hình dáng. Nữ tử đang giả giọng kiêng ngẩn ra, do dự một chút rồi cũng bỏ chiếc mũ trên đầu ra. Sắc mặt Viên Lễ Huân trở nên khó coi. Nếu hai người này tiếp tục mang chiếc mũ che mặt thì nàng khẳng định sẽ còn đường sống. Nhưng giờ phút này hai người đối phương làm như vậy, chẳng phải là đã tỏ ý muốn lấy tính mạng của nàng sao? Tới lúc này, ánh mắt Viên Lễ Huân đã trở nên vô cùng sợ hãi. Tiểu cô nương, ngươi không phải muốn biết chúng ta là ai sao? Viên Lễ Huân miễn cưỡng nói: Ta còn con đường sống sao? Vị nữ tử thập tầng nội kình hơi cười nói: Lão thân là Cổ Huệ Dĩnh, đây là tỷ muội kết bái của lão thần Bối Ấu Tuệ. Viên Lễ Huân hướng về phía các nàng gật đầu, trong lòng nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, nhưng cho dù nàng vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được cách thoát thân. Đại tỷ, kỳ thật chúng ta có thể đi thử vận khí một chút. Bối Ấu Tuệ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm của nàng có chút tiếc rẻ. Khi nàng lộ ra chân diện mộc cùng với tên của mình, nàng đã hiểu rõ tiểu cô nương cơ trí đáng yêu này không thể để lại. Trên mặt Cổ Huệ Dĩnh lộ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt của nàng lại lạnh như băng. Nhị muội, ngươi cho rằng nàng nói thật sao? Bối Ấu Tuệ giật mình nói, tỷ nhìn ra chỗ sơ hở sao? Không. Cổ Huệ Dĩnh lạnh lùng nói, tỷ cũng không biết cô nương này nói thật hay giả, nhưng vô luận thế nào, chúng ta cũng không thể có được viên tiên thiên kim đan đó. Bối Ấu Tuệ muốn nói gì lại thôi, hiển nhiên trong lòng không cam chịu. Sắc mặt Cổ Huệ Dĩnh trầm xuống. Nhị muội, Hạ Nhất Minh là một vị tiên thiên cường giả, nhân vật lợi hại như vậy, chỉ cần hắn phát hiện ra chút vấn đề, chúng ta đừng mơ tưởng có thể giấu giếm.
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài động, âm trầm nói. Dựa theo quy luật hàng ngày, Hạ Nhất Minh lúc này còn chưa chấm dứt công khóa luyện đàn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Chúng ta không thể mạo hiểm, một chút cũng không thể. Bối Ấu Tuệ lúc này mới thất vọng thở dài một tiếng, cuối cùng im lặng không nói. Cô Hề Dĩnh quay đầu nhìn lại, gương mặt đang hòa thuận lập tức chuyển thành dữ tợn nói. Tiểu cô nương, ta không quản ngươi có nói thật hay không, nhưng ta không có được tiên thiên kim đàn, trong lòng phi thường tức giận, cho nên không thể làm gì khác hơn đành giải tỏa trên người của ngươi. Nhìn ánh mắt của đối phương, Viên Lễ Huân lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ có thể lợi dụng tâm tính tham lam của hai người này để mưu cầu sinh cơ, nhưng không nghĩ ra người này lại cẩn thận như vậy, ngay cả một ít nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm. Nàng nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tim đập như trống, không cam lòng chết ở đây. Cô Hề Dĩnh cười lạnh một tiếng, nàng đưa tay lên nói. Ngươi nếu đã không thể làm cho chúng ta hài lòng, như vậy chúng ta cũng không có nuốt lời. Nhi muội từng nói qua, muốn ngươi hối hận vì đã sinh nhầm thân nữ nhỉ. Viên Lý Huân thầm run lên, ngay cả thân thể nàng cũng bởi vì sợ hãi quá độ mà phát run theo. Tiếng cười của Cổ Huệ Dính từ từ trở nên bén nhọn, tiếng cười lọt vào trong tai lập tức giống như hai khối thủy tinh không ngừng ma sát vào nhau, phát ra thanh âm hỗn độn. Thế nhưng ngay lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo phá không vang lên, từ từ truyền vào tai mọi người. Ta thấy nàng nên tự cầu phúc cho mình đi. Cổ Huệ Dính cười lớn, ánh mắt của nàng trông như quỷ dữ, song trường hướng về phía Viên Lễ Huân đang không có khả năng chống cự chộp tới. Chỉ là mắt của nàng bỗng hoa lên, Viên Lễ Huân lập tức biến mất ngay trước mặt nàng. Một người còn sống sờ sờ ra đó mà cứ thế biến mất không để lại dấu vết. Trong nháy mắt, Cổ Huệ Dĩnh cảm giác có được một cỗ hàn khí chạy dọc theo xương sống, cơ hồ đã làm cho nàng bị đóng băng lại. Cổ Huệ Dĩnh đột nhiên nói nhanh, nhị muội chạy mau. Bối Ấu Huệ không nghĩ ngợi gì, lập tức hướng về phía động khẩu chạy đi. Còn Cổ Huệ Dĩnh chạy sát theo sau, mắt thấy Bối Ấu Huệ đã chạy tới động khẩu, nhưng không có ai ngăn cản hai người chạy ra ngoài. Cước bộ của Cổ Huệ Dĩnh hơi ngừng lại, sau đó rẽ sang một tiểu đạo. Thân hình nàng hơi khom xuống, tận lực giảm bớt bại lộ nếu có thể, rồi chạy thục mạng như điên ngược về hướng của Bối Ấu Huệ. Đến lúc này, Cổ Huệ Dĩnh suy nghĩ qua, nàng biết một khi chuyện này xảy ra, thì Hoành Sơn không còn là nơi để nàng sống yên ổn nữa. Cho nên nàng đã dập tắt ý niệm quay lên núi, chỉ cầu có thể thuận lợi thoát thân là đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng mà nàng vừa mới nghĩ tới đây, cước bộ nhất thời đình chỉ lại. Ở trước mặt nàng, một nam tử trẻ tuổi đang chắp tay ra sau lưng, phảng phất như đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi. Ở phía sau thiếu niên là Viên Lễ Huân đã khôi phục lại hành động của mình, đang yên lặng nhìn. Tuy nhiên không giống như vừa nãy, ánh mắt Viên Lễ Huân đã không còn nửa điểm sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng không có nửa điểm phẫn hận, chỉ có một loại thương xót không nói nên lời. Chỉ trong một thoáng thời gian mà địa vị của hai nàng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Gương mặt Cổ Huệ Dĩnh xám như tro tàn, nàng trong tiềm thức quay đầu nhìn lại. Hàn Nhất Minh hơi cười nói, ngươi không cần lo lắng, hào tỷ muội của ngươi do gia gia ta tự mình chiếu cố, tuyệt đối không để nàng rời đi đâu. Có lẽ nàng tự biết không thể thoát khỏi tay Hạ Nhất Minh, cho nên tâm tình mới trấn tĩnh lại. Nàng thở dài một tiếng nói, Hạ trưởng lão, ngươi bây giờ không phải có đang ở trong luyện đan thất sao? Làm sao có thể phát hiện ra Viên tiểu thư mất tích? Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, vận khí của ngươi không tốt, hôm nay công khóa mà Dược trưởng lão giao cho ta chỉ tốn có một nửa thời gian so với bình thường là có thể hoàn thành, cho nên ta mới có thể thuận lợi tìm được Lễ Huân. Đôi môi Cổ Huệ Dĩnh có chút run rẩy, nguyên lai bởi vì thế, như vậy thì nàng không có khả năng lường được. Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói, Cổ Huệ Dĩnh, ngươi cũng là đệ tử Linh Dược Phòng, vì sao lại làm chuyện trời đất phẫn nộ như vậy? Chẳng lẽ không sợ môn quy trừng phạt sao? Trời đất phẫn nộ sao? Cổ Huệ Dĩnh cười trào phúng nói, cái gì mà trời đất phẫn nộ? Bất quá đó chỉ là mánh khóe của tiên thiên cao thủ các ngươi thôi. Thanh âm của nàng khàn khàn vang lên, các ngươi là tiên thiên cường giả, lại đem kim đan chia nhau, ngay cả một chút hy vọng cũng không lưu lại cho chúng ta. Ánh mắt của nàng dần trở nên oán độc, thanh âm còn ẩn hàm một cỗ kiều hận khắc cốt ghi tâm. Môn quy chỉ có thể xử lý đối với các đệ tử bình thường, nhưng không có tác dụng đối với tiên thiên trưởng lão. Huống chi nếu các ngươi không phục dụng kim đan mà phân chia xuống dưới, ta làm sao phải làm như vậy? Hà Nhất Minh lặng lặng nghe, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói, tiên thiên kim đan chỉ có 2 viên, ngươi muốn chúng ta làm cách nào để phân phát cho mọi người?
thần sắc của Huệ Dĩnh tràn ngập vẻ thù hận nói: "Các ngươi đã có 2 viên, vì sao không thể cho ta 1 viên? Ở trong lòng các ngươi, làm sao lại để những đệ tử bình thường như chúng ta ở trong lòng?" Hàn Nhất Minh nhìn nàng suy nghĩ, đột nhiên cười nói: "Cho ngươi 1 viên kim đan, dựa vào cái gì?" Cô Huệ Dĩnh ngẩn người ra, sau đó nói: "Lão thân ở Linh Dược Phong đau khổ đợi chờ hơn 10 năm, đương nhiên có tư cách đạt được kim đan. Các ngươi không cho ta chính là bất công." Hàn Nhất Minh cười dài một tiếng nói: "Nói như ngươi thì trên Hoành Sơn, ngươi có tư cách như vậy, không có 100 người thì cũng có 30-40 người. Vô luận là lý lịch hay thực lực, ngươi cũng không thể hơn được bọn họ. Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão thật sự ban thưởng kim đan, cũng không liên quan tới ngươi." Cô Huệ Dĩnh nhướng mày, tự hồ đã bị Hạ Nhất Minh nói trúng tâm tư. Bất quá ánh mắt của nàng đã được thay thế bằng sắc thái điên cuồng: "Ta mặc kệ, tiên thiên kim đan là của ta, người nào cũng không thể cướp đi!" nàng gào thét nói. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay hơi rung động, ánh mắt hiện lên một tia sát khí, thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức giống như một tia chớp xẹt qua. Viên Lễ Huân thậm chí còn chưa kịp nhìn hắn động thủ như thế nào, đã thì hắn về lại chỗ cũ. Lúc này, thân hình của Huệ Dĩnh lay động vài lần rồi đổ ập xuống mặt đất, nhưng cặp mắt của nàng vẫn mở to như trước, tỏ vẻ không cam lòng. Phía sau một cây đại thụ gần đó, một tiếng thở dài truyền đến. Dược đạo nhân chậm rãi đi ra, nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt có chút cảm khái. "Dược trưởng lão, người này chính là đệ tử của Linh Dược Phong." Hà Nhất Minh trầm giọng nói. "Nàng muốn lấy được tiên thiên kim đan, âm mưu bắt cóc Viên Lễ Huân nên mới bị ta giết chết." Dược đạo nhân gật đầu, vẻ mặt hắn có chút thương tiếc, vừa có chút giận dữ, xấu hổ, lại có thêm một chút suy sụp. "Hạ trưởng lão, tất cả đều do lão phu quản lý không nghiêm." Dược đạo nhân thở dài nói, "để cho viên cô nương sợ hãi." Viên Lễ Huân vội vàng đi ra, vái dược đạo nhân một cái nói, "Dược trưởng lão, chuyện này không có quan hệ với ngài, chỉ do người này quá tham lam mà thôi." Dược đạo nhân cười khổ nói, "Người này là đệ tử Linh Dược Phong, chuyện cũng xảy ra ở Linh Dược Phong, làm sao mà ta không liên quan." Lão cúi nhìn thi thể trước mặt, nhỏ giọng nói, "Luyện chế tiên thiên kim đan đúng là một chuyện lớn, nhưng sau khi kim đan luyện thành, đám đệ tử tu luyện cả đời mới đạt tới thập tầng lại không có cơ hội được sử dụng, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng không được vui." Cặp lông mày của Hạ Nhất Minh nhướng lên, ác cảm đối với Cổ Huệ Dĩnh giảm đi một chút. Hắn cũng đã từng đạt tới thập tầng nên vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó không thể tiếp tục tiến giai, cảm giác hết sức chán nản. Nếu không nhờ Gia Gia và Đại Bá mở cánh cửa mật thất cho hắn biết phương pháp bước vào tiên thiên, có trời mới biết rằng hắn có bị nổi điên hay không. Cổ Huệ Dĩnh cũng chỉ là một người đáng thương, vọng tưởng đoạt lấy kim đan để bước vào tiên thiên mà thôi. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với Hồng Cân Đạo và Phạm Hạo Nguyệt, Hạ Nhất Minh chẳng còn lưu tình đối với những người muốn gây bất lợi cho hắn. Giống như vừa rồi, khi hắn thấy Dược đạo nhân ra dấu, liền lập tức không chút do dự giết chết Cổ Huệ Dĩnh. Động tác của hắn nhanh như một tia chớp, không hề do dự, không để cho Dược đạo nhân có thời gian ngăn cản. Có điều hắn không ngờ được, Dược đạo nhân đi ra nhưng cũng chẳng ngăn cản. Cổ Huệ Dĩnh mặc dù tu luyện đã lâu, nhưng làm sao có thể so sánh với Hạ Nhất Minh. Để lấy tiên thiên kim đan thì liền âm mưu bắt cóc Viên Lễ Huân. Nếu chuyện có thể thành thì hậu quả khó có thể lường được, khiến cho Hạ Nhất Minh rời khỏi Hoành Sơn, đừng nói là nàng mà cho dù là Dược đạo nhân cũng không thể gánh được. Dù Hạ Nhất Minh không động thủ thì Dược đạo nhân cũng không thể tham mạng cho nàng. Qua việc này, Dược đạo nhân mới cảm thấy từng cao thủ nội kình thập tầng ở trong núi cũng đều có tâm tư. Muốn nói các đệ tử kiệt xuất không có ý nghĩ đó là chuyện không thể. Dược đạo nhân quyết định sẽ thảo luận với Vu Kinh Lôi một chút để giải quyết việc này thế nào cho thích hợp. Hạ Nhất Minh kéo bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, sau đó nói, "Dược trưởng lão, hình như trên Linh Dược Phong vẫn giữ một ít tinh lực và cực hạn kim đan đúng không?" Dược đạo nhân gật đầu. Hai loại kim đan này trong các gia tộc ở vùng Tây Bắc là những bảo vật vô giá, hiếm có người được dùng tới. Bởi vì tự thân tu luyện tốt hơn nhiều so với sử dụng ngoại vật, hầu hết đều cố gắng dựa vào bản thân để tu luyện. Trừ khi đó là thiên tài tu luyện 100 năm khó gặp thì mới có thể giúp một tay, làm cho hắn nhanh chóng đạt tới thập tầng đỉnh phong, trùng kích tiên thiên cảnh giới. Trên Hoành Sơn, thiên tài như vậy cũng không phải là nhiều, nên loại kim đan này tích lũy cũng không hề ít. Hạ Nhất Minh nắm tay Viên Lễ Huân, nghiêm mặt nói, "Dược trưởng lão, ta muốn có thêm vài viên cực hạn cùng với tinh lực kim đan có được không?" Dược đạo nhân thoáng nhìn Viên Lễ Huân, đáp ứng nói,
không có vấn đề gì. Hạ Nhất Minh nghĩ thầm, hai loại kim đan này ở bên ngoài đều có giá trị liên thành, nhưng Dược đạo nhân nói lại hết sức thản nhiên, cả một gia tộc ngàn năm cũng không thể tích góp được như thế. Dược đạo nhân do dự một chút nói, Hạ Triển Lão, chuyện hôm nay đúng là đáng tiếc, ta có một phương thuốc tặng viên cô nương. Lão nói xong liền móc ra một tờ giấy, búng nhẹ một cái, tờ giấy như có một đôi cánh vô hình bay lại. Viên Lễ Huân kinh ngạc tiếp lấy, nàng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Dược đạo nhân lại tặng cho mình phương pháp luyện chế đan dược. Nhưng Hạ Nhất Minh lại hiểu rõ, Dược đạo nhân tặng lễ vật cho Viên Lễ Huân thực ra chính là tạ lỗi với hắn. Hắn nhủ thầm, đúng là thực lực mạnh mẽ thì luôn được đối xử tốt. Nếu như mình không phải là tiên thiên cường giả mà chỉ là tôn nhi của Hạ Vũ Đức thì Dược đạo nhân cũng chẳng thèm để tâm. Nhìn thoáng qua phương thuốc, Hạ Nhất Minh vô cùng ngạc nhiên. Trên phương thuốc chỉ ghi khoảng 5 đến 10 loại dược liệu, nhưng những dược liệu đó đều vô cùng quý giá. Trong đó có vài loại mà trong dược viên của Linh Dược Phong cũng không có. Hạ Nhất Minh mới lên Linh Dược Phong cũng chưa được lâu, nhưng liếc qua tờ giấy, hắn có thể đoán được thứ này đúng là bảo vật. Dược trưởng lão, đây là đan dược gì? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Dược đạo nhân vẫn chú ý nét mặt của Hạ Nhất Minh, đến lúc này mới yên tâm, biết Hạ Nhất Minh cũng chẳng giận Linh Dược Phong. Tất nhiên, một phần cũng do Viên Lễ Huân không bị thương. Nếu nàng mà bị thương thật, thì Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Dược đạo nhân ho nhẹ nói, đây là đan phương được lưu truyền từ thời thượng cổ, khi lão phu còn trẻ vô tình có được, hơn nữa cũng đã luyện chế thành công một viên. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn mới thấy được Dược đạo nhân có sự tự hào đến vậy. Nhìn đan phương trong tay Viên Lễ Huân mà thấy sợ, chỉ thu thập được hết những loại dược liệu này cũng là điều không thể, nói gì đến luyện chế. Hắn vô thức hỏi, vậy khỏa đan dược đó đâu? Dược đạo nhân xấu hổ cười nói, ta ăn rồi. Lão thở dài nói, lúc đầu ta không nhờ có cơ duyên mới có được đan phương này, sau đó lại có thể luyện chế thành công. Trong đó có nhiều loại dược liệu quý giá, nhiều loại có thể gia tăng nội kình, nên không nén được, ăn mất rồi. Hạ Nhất Minh hiểu ngay là lúc Dược đạo nhân có được đan phương vẫn còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới. Nhìn Dược đạo nhân, Hạ Nhất Minh hỏi, nó có tác dụng như thế nào? Chẳng lẽ lại quý hơn cả tiên thiên kim đan? Đối với người luyện võ chúng ta mà nói, thì loại đan dược này kém xa so với tiên thiên kim đan. Có điều... Dược đạo nhân ngừng một chút, cười khổ nói, lão phu ăn nó cũng đã hơn 100 năm, mà dung nạo vẫn không hề thay đổi. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân đồng thời kêu lên. Lúc này bọn họ mới biết phương thuốc trong tay là vật gì. Chú nhan đan, đây là loại đan trong truyền thuyết có thể giữ gìn dung nhan của con người tồn tại mãi mãi. Mặc dù chú nhan đan có thể làm tuổi thanh xuân của con người tồn tại vĩnh viễn, nhưng nó cũng là loại chân bảo hiếm có. Chỉ có điều với Dược đạo nhân là cường giả tiên thiên, thì lão cũng chẳng quá quan tâm tới dung mạo của mình có trẻ hay không. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Hạ Nhất Minh, vừa mừng vừa lo nói, thiếu gia. Nàng không nói gì nữa, nhưng nhìn nét mặt của nàng cũng có thể đoán được tâm ý. Tu luyện võ đạo sau khi đạt tới cực hạn, mặc dù cũng chậm lão hóa, nhưng so với chú nhan đan thì đúng là một trời một vực. Hạ Nhất Minh cũng chỉ thấy thú vị chứ không quan tâm lắm. Nhưng Viên Lễ Huân lại khác, lần đầu tiên nàng lộ ra sự khao khát đến vậy trước mặt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cầm lấy đan phương, nhìn các loại dược liệu chân quý trong đó mà thầm than, nhưng hắn vẫn nói, Lễ Huân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luyện thành chú nhan đan cho người. Viên Lễ Huân vui vẻ gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn Dược đạo nhân. Dược đạo nhân khẽ gật đầu. Sau khi thấy thái độ của Hạ Nhất Minh với Viên Lễ Huân, lão biết được vị trí của tiểu cô nương trong lòng hắn. Nếu không, lão cũng không đưa ra một lễ vật lớn đến như vậy. Phương pháp luyện chế chú nhan đan mặc dù vô dụng với lão, nhưng cũng đã thất truyền mấy ngàn năm. Nếu không có cơ duyên thì lão cũng chẳng thể tìm được. Tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Trong chốc lát, Hạ Vũ Đức dẫn theo Bối Ấu Tuệ đến. Lão kinh ngạc nói, sư phụ, ngài cũng tới đây. Dược đạo nhân đáp lại một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Bối Ấu Tuệ. Nữ tử nhìn thấy Dược đạo nhân mặt xám như tro tàn, sau khi thấy Cổ Hệ Dĩnh nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, mặt lại càng tái thêm. Dược đạo nhân thở dài một tiếng nói, ngươi biết tội chưa? Bối Ấu Tuệ run rẩy nói, tổ sư gia, ngài luyện chế 2 viên tiên thiên kim đan, nhưng Linh Dược Phong chúng ta lại không được 1 viên, chuyện này không công bằng. Dược đạo nhân lắc đầu nói, nếu đem 2 viên kim đan cho 2 đứa ngươi
thì có công bằng hay không? Bội Ấu Tệ ngẩn người, cứng lưỡi, không nói ra lời. Dù da mặt nàng có dày thì lúc này cũng không thể nói được gì nữa. Các ngươi vị bản thân mưu chiến tiêm thiên kim đan, lại tàn nhẫn hạ thủ với đồng môn, tầm như vậy. Dược đạo nhân không giận mà uy nói, ngươi chắc biết phải làm thế nào chứ? Bội Ấu Tệ rôn rôn, đột nhiên khóc to nói, tổ sư gia tha mạng, đổ tôn cũng bị lừa gạt, lần sau không dám nữa. Dược đạo nhân lạnh lùng nhìn nàng nói, làm gì còn có lần sau. Lão vung tay lên, Bội Ấu Tệ đang khóc liền im bặt, thân thể mềm nhũn lăn ra đất, hai con mắt vẫn mở thật to, lưu luyến với thế giới này. Hạ Nhất Minh gật nhẹ một cái, hai nữ tử này cho dù Dược đạo nhân không hạ thủ thì hắn cũng không nương tay, mà Dược đạo nhân làm việc thật sạch sẽ, đệ tử mắc sai lầm lập tức chịu trừng phạt, cả ân lẫn uy đều đủ nên mới có thể quản lý được Linh Dược Phong. Đột nhiên từ xa có tiếng rít vọng tới, nhưng do quá xa nên khi chuyển đến rất nhỏ, nếu không phải tất cả đều ở dưới chân núi thì không thể nghe thấy được. Đám người Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa một cái hỏa tiễn màu đỏ phóng lên cao, giữa không trung nổ ra vô số tia lửa. Sắc mặt Dược đạo nhân cùng với Hạ Vũ Đức đại biến. Dược đạo nhân nói nhanh, Vũ đạo, ngươi gọi Võ Cận lại đây xử lý mọi chuyện, Hạ trưởng lão xin mời theo ta. Dứt lời hắn nhún một cái nhanh chóng rời đi. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết chuyện gì, nhưng thấy Dược đạo nhân như thế cũng đoán được hỏa tiễn liên quan đến Hoành Sơn, chắc chắn là đó có chuyện xảy ra. Hắn khẽ gật đầu với Viên Lễ Huân, sau đó thân hình nhoáng lên đuổi theo. Dược đạo nhân vận hết tốc lực chạy về phía vị trí hỏa tiễn. Đột nhiên lắng nghe bên cạnh có tiếng hỏi, Dược trưởng lão, hỏa tiễn là do người nào phóng? Lão kinh ngạc quay lại, thấy Hạ Nhất Minh đang chắp tay sau lưng, giống như đang đi bộ bám theo mình. Nhìn hắn giống như là chưa từng xuất hết lực. Ánh mắt đảo qua thấy cái bao hình chữ nhật trên lưng hắn, trong lòng lão cảm thấy hoảng sợ. Dược đạo nhân hơi chậm lại nói, Hạ trưởng lão, hỏa tiễn đó chỉ có trưởng lão của Hoành Sơn mới được giữ, chắc chắn là Vu Hy Thần trưởng lão gặp phải địch nhân, mọi người đi trước một bước chi viện cho hắn. Hạ Nhất Minh từ khi đến Hoành Sơn vẫn chưa hề gặp qua Vu trưởng lão, không ngờ khi gặp lại được lại trong hoàn cảnh như thế này. Hắn đáp lời, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bỏ lại Dược đạo nhân ở phía sau. Trên Hoành Sơn, đến lúc này tốc độ của Hạ Nhất Minh hoàn toàn đứng đầu, cho dù là Thái Thượng trưởng lão cũng phải chịu thua. Hạ Nhất Minh dốc hết tốc độ, để lại một đám tàn ảnh thẳng tắp trong rừng cây. Chỉ trong chốc lát đã tới chỗ hỏa tiễn bắn lên. Hai tay hắn rung động, nghe thấy có tiếng binh khí giao phong, trong đó có cả tiếng thở dốc. Nghe thấy tiếng thở đó, hắn có thể khẳng định có người bị thương không nhẹ. Thân hình hắn như điện xẹt, lao tới chỗ vị trí hỏa tiễn. Giữa rừng cây có một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống có một gốc cây đại thụ, lơ thơ vài cái bụi cây, nhưng bị mấy vị tiên thiên cường giả đang chém giết san phẳng. Ánh mắt hắn hoàn toàn nhìn rõ những người đang giao thủ. Trên mảnh đất trống có ba hắc bảo nam tử đang vây công một nam tử mặc áo lam. Hà Nhất Minh nhìn khuôn mặt ba tên mặc áo đen không khỏi ngạc nhiên. Ba người này không giống người thường, cả ba đều mũi cao mắt sâu, thân hình hết sức cao lớn. Còn người bị vây ở giữa, khuôn mặt có chút giống với Vu Kinh Lôi. Nhưng bị ba người vây công, hắn cố gắng chống đỡ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể táng mạng. Hà Nhất Minh không dám chần chừ. Mắt vừa nhìn thấy mấy người này, đôi vai hắn đồng thời rung lên, để khảm đao bay lên không trung. Tay hắn duỗi một cái, trong nháy mắt lắp ráp xong, nắm đại khảm đao trong tay. Hét lớn một tiếng, đại khảm đao hóa thành một luồng sáng bổ tới ba tên mặc áo đen. Cả ba người đang chiến đấu đều là cường giả tiên thiên. Nếu lấy một chọi một, Hạ Nhất Minh chẳng hề sợ hãi. Nhưng lúc này lấy một chọi ba, hắn không hề có chút nào chắc thắng. Nhưng tới mức này, hắn có muốn cũng không được, chỉ cố gắng đến cùng thôi. Cũng may là có đại khảm đao trong tay nên dũng khí của hắn tăng lên rất nhiều. Một đao bổ ra khiến cho gió cuốn mây tan. Sau khi đánh một trận với Vu Kinh Lôi, lại nhìn bức tranh sơn thủy mà đốn ngộ, đao pháp của hắn đã có uy lực khó có thể tin được. Ba người kia phối hợp hết sức ăn ý. Vừa thấy Hạ Nhất Minh ra tay, một người liền bỏ công kích xoay người lại. Trong tay hắn có hai thanh kiếm cực to. Hai thanh kiếm này không to như đại khảm đao, nhưng cũng là một thanh binh khí rất nặng. Tuy nhiên, người này vừa mới giơ thanh kiếm lên đã cảm thấy uy lực một đao kia cực lớn, chỉ bằng một mình khó có thể chống lại. Hai mắt trợn tròn, mở miệng nói ra cái gì đó, nhưng Hạ Nhất Minh nghe không hiểu. Hạ Nhất Minh cũng mặc kệ hắn nói gì, một đao vẫn không lưu tình bổ xuống.
Tiếng sắt thép va chạm vang lên, thân thể người nọ run lên, hai chân không đứng vững, thối lui về sau. Thanh kiếm trong tay hắn xuất hiện một vết mẻ. Uy thế một đao của Hạ Nhất Minh vẫn không giảm, tiếp tục bổ xuống người thứ hai. Người này nhanh chóng xoay người, trong tay hắn cũng cầm một thanh trọng kiếm. Đao kiếm giao nhau, người này cũng lại lảo đảo lui lại. Dưới sức mạnh của đại khảm đao, người đó mặc dù không muốn tránh nhưng lại không được. Đại khảm đao liên tục bổ xuống giống như thủy triều, từng con sóng nối đuôi nhau không hề hết lực. Người mặc áo đen thứ ba thầm than, tên trước mắt đã bị thương không nhẹ, nếu cho bọn hắn chút thời gian, chắc chắn người kia sẽ phải chết. Nhưng đối với đao khí khủng bố phía sau, hắn cũng không dám chần chờ chút nào. Thân thể xoay một vòng tròn rất đẹp, động tác của hắn tự nhiên hơn so với đồng bọn rất nhiều. Trong tay hắn lại cầm một thanh nhuyễn kiếm. Dưới tác dụng của chân khí, thanh nhuyễn kiếm giống như độc xà, cố tránh đại khảm đao đâm thẳng vào Hạ Nhất Minh. Nhưng một kiếm của hắn chưa kịp phát ra, đại khảm đao đã run lên, biến hóa góc độ va chạm với mũi kiếm. Người này tức giận, hừ một tiếng lui về phía sau, hổ khẩu hết sức đau nhức như sắp bị rách ra. Hạ Nhất Minh thu đao lại, trợn mắt nhìn. Dưới một đao uy lực của hắn, ba tiên thiên cường giả đều phải thối lui. Người phía sau hắn cứng lưỡi nhìn, trong lòng hết sức kích động. Một đao ra oai, mãnh liệt như hổ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.